Cách đây vài ngày, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận nhận thông tin từ một phụ nữ 27 tuổi chuyên thu mua phế liệu, trình báo về việc bị một người đàn ông lừa đi vào rẫy cao su để bán phế liệu. Khi đến một ngôi nhà hoang, người đàn ông bất ngờ đe dọa nạn nhân, hiếp dâm, cướp điện thoại rồi bỏ đi. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Tánh Linh phối hợp Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Phan Văn Hùng, 33 tuổi, khi đối tượng đang trên một ô tô khách di chuyển theo quốc lộ 1A từ thành phố Hồ Chí Minh ra khu vực phía Bắc, ngang qua địa phận tỉnh Phú Yên. Đối tượng bị điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Đối tượng Hùng còn khai nhận vào tháng 5 năm 2023 đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người khác tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.